chương không một bắt chẹt liền có thể mạnh lên bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ai sư huynh thật là đáng tiếc nghĩ tới ta bắt huyền thánh địa thiên tài vô số nhưng luận đạo nghĩa lại có ai có thể bằng ai tính toán không nói trong thiên hạ này có thể yên tâm phó thác phía sau lưng người cũng chính là sư huynh a thiên huyền đại lục thanh châu Bắc Huyền Thánh Địa. Một chỗ trên ngọn núi, một đám người mặc áo trắng nam nữ nhìn về phía cách đó không xa, liên tục thở dài nói. Lần theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy là một gốc cây liễu dưới, ngồi một người nam tử. Nam tử hết sức trẻ tuổi, ước chừng 17 tuổi khoảng chừng, áo trắng ngọc quang, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, tóc dài hộ tống tơ liễu có chút phiêu khởi, đúng như một trọc thế giai công tử. Nghe được lời của mọi người, nam tử cười khổ lắc đầu. Hắn là Lam Tinh Nhân, cùng cổ thân thể này trùng tên trùng họ đều gọi Lý Đạo, ba ngày trước đột nhiên xuyên qua đến cái thế giới này. Từ mới tới lúc cuồng hỉ, cho tới bây giờ lạnh nhạt, hắn đã thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Tiền thân là bắc huyền thánh địa con trai của thánh chủ, thực lực tại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp cùng thế hệ bên trong không tính yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính mạnh, nhiều lắm là cũng liền một cái bên trong đạt tiêu chuẩn. Coi như luận thanh danh, hắn nhưng không có chút nào so cái gì thánh tử thánh nữ yếu, trên đường người nào không biết, bắc huyền thánh địa có cái đạo nghĩa vô song lý đạo A, à. liền xem như bây giờ lý đạo, cũng mười phần bội phục tiền thân làm người. Nhưng chính là người như vậy, tại một lần bí cảnh thí luyện bên trong, lại bị vây công, vì bảo toàn hộ tống đồng đội, hắn bất đắc dĩ sự xuất cấm kỵ của hắn thủ đoạn. Kết quả chính là, tu vi tan hết, gân mạch toàn đoạn, lại khó chữa trị. Lý đạo Lý đạo bó tay rồi, nguyên chủ đi được ngược lại là tiêu sái, mình xuyên qua tới liền khổ bức, cái này bắt đầu gân mạch toàn phế chơi cộng long A, đúng lúc này, mấy đạo điện tử âm 10 phần đột ngột tại Lý Chính Nghĩa trong đầu vang lên. Ken, cảm nhận được ký chủ đối nguyên chủ oán niệm. Thành công kích hoạt siêu cấp bắt chẹt hệ thống. Ký chủ có thể điều tra hệ thống giao diện. Lý đạo nhất cứ thế, siêu cấp bắt chẹt hệ thống. Như thế không đứng đắn hệ thống làm sao lại tuyển định ta lý đạo? Chẳng lẽ ta bại lộ? Hệ thống, điều tra hệ thống giao diện. Một trận nhạc màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại lý đạo trước mắt. Ký chủ. Lý đạo, tu vi. Phạm nhân, thiên phú. Cấp 6, bản mệnh thần thông. Không, thể chất. Hào nhiên chính khí thể, chưa kích hoạt, trạng thái gân mạch toàn đoạn, phế nhân một cái. Tạ ác giá trị. Không. Lý đạo đại khái quét cướp một lần hệ thống giao diện, liền vội vàng lui ra ngoài. Nhiều người ở đây nhãn tạp, vẫn là tìm một một chỗ yên tĩnh lại tinh tế nghiên cứu vi diệu. Nửa khắc đồng hồ về sau, lý đạo trở lại động phủ của mình. Động phủ vẫn có chút đơn sơ, chỉ có một cái giá sách, một trương ngồi xuống dùng cái đệm, còn có một trương đại khách dùng cái bàn mặc dù Lý Đạo là con trai của Thánh Chủ, nhưng tại tài nguyên phương diện cũng không nhận được bao lớn ưu đãi, bởi vì là Thánh Địa chế độ nguyên nhân, tất cả tài nguyên đều cần mình đi tranh thủ. Lý Đạo Thân là Thánh Chủ Chi Tử, tự nhiên là thụ nhiều mặt con mắt chú ý, trước thân lại quá mức cứng nhắc, chưa từng có nghĩ tới muốn hướng phụ thân của mình đi tác lấy vật gì, lại thêm hắn cái này không tranh tính cách, cũng liền sáng tạo ra hắn rõ ràng thân phận cao quý, lại là một cái quỷ nghèo lý đạo mở ra cổng phòng hộ trận pháp lần nữa mở ra hệ thống giao diện hệ thống giao diện xuất hiện lần nữa ở trước mắt hệ thống cái này hạo nhiên chính khí thể là chuyện gì xảy ra ta nhớ được trí nhớ của đời trước bên trong cũng không có a à. hạo nhiên chính khí thể chính là tuyệt phẩm thể chất lúc này còn không có kích hoạt vậy phải như thế nào kích hoạt lý đạo hỏi gấp cảm xúc cũng không khỏi đến có chút kích động Tuyệt phẩm thể chất A, đã biết thể chất phẩm giai phân cấp 4, theo thứ tự là phàm phẩm, linh phẩm, huyền phẩm, cùng đế phẩm. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hữu thần phẩm thể chất A, cái này khiến lý đạo sao có thể không kích động. Tà ác giá trị hai liền có thể kích hoạt. Lý đạo khóe miệng giật một cái, ngạch. Hạo nhiên chính khí thể lại để cho dùng tà ác giá trị đến kích hoạt, cái này nghe bắt đầu làm sao đều có chút châm chọc cái kia tà ác giá trị như thế nào thu hoạch được bổn hệ thống chính là siêu cấp bắt chẹt hệ thống ký chủ cần dùng bắt cóc bắt cóc các loại thủ đoạn từ mục tiêu trên thân bắt chẹt ra vật phẩm phàm là bắt chẹt lấy được vật phẩm đều đem đi qua hệ thống tăng cường cũng ban thưởng tà ác giá trị một điểm hệ thống tiểu đề bày ra ký chủ cần làm đến thần không biết quỷ không hay mới có tà ác giá trị ban thưởng lý đạo nghe hệ thống tự giới thiệu Liên tục gật đầu, khóe miệng không tự giác lộ ra tà ác mỉm cười. Hệ thống này rất hợp hắn khẩu vị, hắn liền ưa thích làm lão âm bức vô mô. Đi vào cái thế giới này, ngươi để hắn đi cùng người khác đã sinh đã tử, hắn là không làm được, nhưng người gọi hắn đi âm người. Hắc hắc, hắn vui lòng đến cực điểm. Chính nghĩa. Tiền thân không phải liền là ví dụ rất tốt sao? Vẫn là lão âm bức sống cho thoải mái chút nhìn xem căn này phòng ốc sơ sài lý đạo âm thầm thề muốn để hắn che kín bảo vật đúng hệ thống ta tân thủ gói quà lớn đâu lý đạo nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi cái gì gói quà lớn ta không biết a à. dựa vào ngươi mẹ nó muốn nuốt một mình tranh thủ thời gian lấy ra lý đạo không bình tĩnh cũng không phải hoài nghi không có cái mới tay gói quà lớn mà là Nhìn hệ thống này danh tự, cũng không phải là không có khả năng độc chiếm. Ken mới vừa cùng ký chủ mở một trò đùa, mời đừng để ý, tân thủ gói quà lớn đã cấp cho, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lý Đạo sạm mặt lại, ha ha, hắn đã sớm biết, hệ thống này tâm là đen, xem ra cũng phải đề phòng một cái cái hệ thống này, đừng ngày nào để nó ám toán. Mở ra tân thủ gói quà lớn. Ken, tân thủ gói quà lớn mở ra thành công thu hoạch được thoát phạm đan. Bắt chẹt chi nhãn. Bắt chẹt chi dây thừng. Vạn năng độc dược tri thức. Thu hoạch được tuyệt phẩm công pháp, vạn tướng thần công. Thu hoạch được tuyệt phẩm thân pháp, thần ẩn thuật. Thần ẩn thuật cùng vạn tướng thần công hóa thành kim sắc chùm sáng, bay vào lý đạo mi tâm. Cùng lúc đó, lý đạo trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đỏ đang dược, đây là thoát phạm đan. Thoát phạm đan trị được liệu hết thảy thương thế, đồng thời đề cao tư chất. Thoát phàm đang nhập thể, hóa thành một đạo tinh thuần lực lượng, không ngừng cải thiện lấy thân thể của mình, lý đạo có thể cảm giác được, đứt gãy gân mạch tại thời khắc này bắt đầu tái tạo. Không đến nửa khắc đồng hồ, thoát phàm đang dược hiệu dụng tận, lý đạo nội thị tự thân, phát hiện gân mạch rộng rãi trọn vẹn gấp 5 lần có thừa, còn bốc lên kim quang này. Đây là Trong sách cổ ghi lại Huyền Thiên Mạch huyền thiên mạch tốc độ tu luyện cực nhanh lượng linh khí là của người khác gấp bội với lại hấp thu linh khí càng tinh khiết hơn lý đạo không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một cái đang dược thế mà liền có thể để cho mình ban đầu phế mạch biến thành huyền thiên mạch hiện tại liền vẻn vẹn bằng vào cái này huyền thiên mạch hắn lý đạo liền có thể vượt thân tiến vào thanh châu thiên tại danh sách hệ thống chi lực kinh khủng như vậy tại lý đạo cảm thán hệ thống kinh khủng lúc cổng trận pháp phát sinh từng cơn sóng gợn, hiển nhiên là có người đến. Sau đó, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến sư huynh, thánh chủ gọi ngươi đi gặp hắn. Trận pháp tán đi, lý đạo thân ảnh xuất hiện, nhẹ lay động lấy quạt xếp, mang trên mặt mỉm cười hỏi. a, à, phụ thân gọi ta đi là vì chuyện gì? Tên đệ tử kia sững sờ, từ theo sư huynh từ bí cảnh sau khi trở về, vẫn rầu rĩ không vui, hôm nay tự hồ tâm tình không tệ ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Tự như là liên quan tới. Hôn ước sự tình. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.